Xin chào các bạn, bản tin Cbiz ngày mùng 2 tháng 5 năm 2023, tổng hợp hình ảnh hậu trường diễn xuất của La Vân Hy, Giang Tâm Bạch và Tống Dật Nhan nam tinh tại đoàn phim Nhan Tâm Ký. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.